mời con. Rồi, con tên gì? Chào, con là Anton Hậu ạ. Con năm nay 41 tuổi, con quê con ở mãi địa phận giáo sư Thức Tín, địa phận Bùi Chu, Nam Định ạ. Con cũng vào ở trong Vũng Tàu, con chỉ đi làm ăn thôi chứ con không có lập nghiệp ở trong Vũng Tàu, nhưng mà con cứ đi đi về về 5-3-4 lần gì đó, nhưng mà con cũng là một người yếu đuối, đau ốm bệnh tật và mà cũng là một người suy nhược về thất vọng, về hoang mang và con bất an, bệnh tật con bất an lắm, nhiều lúc con tuyệt vọng lắm, nhưng mà may là cho con là con cũng biết đến lòng thương xót Chúa và con trông cậy tín thác vào Chúa và con cầu nguyện và hàng ngày và con cũng được Chúa chữa lành ban cho con. Giờ con đã được bình an, mọi sự may mắn. Giờ cứ hàng ngày không biết trong cuộc sống con có, cho dù ngày nào con có, dù con có vui buồn đau khổ hay là nó có như thế nào đó, cứ tối đến con đọc kinh con vẫn cứ tạ ơn Chúa và cảm ơn Chúa đã cho con một ngày may lành, và con xin Chúa cho con một đêm bình an và ngày mai lại may lành tiếp ạ. Trước khi bà con được cái ơn bình an đó là một đêm tạ ơn Chúa ban cho một ngày may lành, xin Chúa cho một đêm may lành và sáng mai xin Chúa cho một ngày may lành kế tiếp, thì con đã bị bệnh về tinh thần, về tâm thần như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, là con là bị cái mắc cái bệnh chứng bệnh là đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích ạ. Con đã đi nội soi ở Hà Nội 2-3 lần và cũng là vào trong, con vào trong Vũng Tàu rồi con cũng lên trên Sài Gòn cũng bệnh vậy, con cũng đã lên bệnh viện Bình Dân là bệnh viện nội tiêu hóa lớn nhất Sài Gòn và cũng con cũng đến phòng khám đa khoa nổi tiếng Hòa Hảo ạ. Thì cũng con nội soi thì cũng không có viêm loét u cục, không có u loét gì, nhưng mà nó chỉ là co thắt đại tràng, nó gây nên cho con tức tối và gây rất phiền toái trong cuộc sống, với ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều, và con cũng đã chạy chữa rất nhiều nơi, rất nhiều thuốc nhưng mà con không khỏi, và con cũng nhiều lúc con đã tuyệt vọng nhưng mà rất là may. Lúc đó thì tinh thần của con như thế nào? Tinh thần còn rất bất an và rất lo nghĩ mà không biết là ngày nay nó đau như thế này, ngày mai nó sẽ đau đến mức độ nào nữa. Con không biết là con có vượt qua được không, con có chấp nhận cuộc sống được không. Nhiều lúc con cũng đã đến tuyệt vọng, nghĩ đến nghĩ quẩn và con may đến vừa rồi. Thưa anh chị em, đó là cái tâm trạng của những người bệnh, bệnh thân xác và bệnh tinh thần. Anh chị em đến đây, những con chim ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Những con chim bệnh tật thân xác, và bệnh tật thân xác thì thường nó kéo theo bệnh tật về phần tinh thần, tâm thần của mình, tinh thần của mình bị ảnh hưởng. Và ngược lại, khi mà tinh thần mình hoang mang yếu đuối thì thân xác mình cũng bị ảnh hưởng theo. Những người đau bao tử vì lo nghĩ quá cho nên dễ bị đau bao tử, đúng không? Rồi những người mất ăn mất ngủ vì lo nghĩ quá cho nên mất ăn mất ngủ, và mất ăn mất ngủ thì lại kéo theo bệnh tim mạch và đủ thứ bệnh khác. Cho nên chỉ có duy nhất một phương cách có thể chữa lành mọi căn bệnh, cả thể xác cả tinh thần, đấy là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Như người anh em này vừa mới nói, nhờ đâu mà con được biết đến lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa bệnh thân xác là bệnh đường ruột, và bệnh tinh thần là bệnh tâm thần của con, bệnh hoang tưởng, bệnh bối rối hoang mang của con, nhờ đâu con được biết đến lòng thương xót Chúa. Thưa cha, là con cái đợt cách đây 7-8 tháng con cũng đang ở quê, nhưng mà con ốm đau bệnh tật, con ở quê con chữa không khỏi, nhà con cũng có nghe nói là có một sơ ở trong này, trong Sài Gòn, nhưng mà cứ một tuần sơ về ở dưới Vũng Tàu là sơ bấm huyệt cho rất là tốt, rất nhiều người khỏi, thì con vào con cũng theo sơ bấm huyệt được tháng rồi nhưng mà cũng không thấy tiến triển mấy, mà con cũng trong lúc hoang mang lo sợ thì con cũng có lên mạng rồi con cũng nghe về bài hát về Chúa, bài hát đạo ấy, thì cũng rất là con vào OTV thì cũng là rất may và cho con, và rất là chắc là Chúa cũng ban cho con rồi cũng được đến cái được nghe đến chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Thời cha con làm ở Chí Hòa
thì con cũng biết đến lòng thương xót từ ngày đó, và thời đấy con chưa có sách vở gì về lòng thương xót. Con cũng lên mạng con học cách lòng thương xót, học cách nần hạt lòng thương xót, thì con cũng lên mạng xong rồi con lại chép vào sách của con, thì con hàng ngày con đọc kinh lòng thương xót, và con cũng rất là nghe của cha giảng rất nhiều trên mạng, và sau con cũng có mua máy về con nghe, và con cũng mua giúp cho máy nghe 500 bài giảng, và con cũng mua giúp cho nhiều người, và con cũng có mua một số máy để tặng cho người thân của con ở nhà rồi. Vừa rồi con về quê con mua ít máy, và con cũng mua ít thẻ của cha, và ở ngoài nữa con bỏ trong bóp cũng không may mà nó cũng gãy cả 5 cái thẻ, nhưng mà về không xài được, không nhờ con phải này mua ngoài, con lại bỏ ra cho họ. Thưa anh chị em, ta còn nhiều đàn chim, nhiều chim khác không thuộc đàn này, ta phải đưa chúng về. Và người anh em này nhờ một cái phương tiện, đó là trên trang web tinhthac.net, anh ấy mày mò lên và anh đã tìm thấy những bài giảng và những chứng nhân, rồi anh ấy nghe, anh ấy đọc kinh, chưa có sách thì anh ấy download xuống và anh chép ra, anh in lại những photo cho người ta, rồi mang mua mấy 500 bài giảng anh tặng cho người ta. Đây, món quà còn là lòng thương xót xuống cái móc khóa với thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina cũng đã từng trải qua những giây phút như con, chán nản, tuyệt vọng, đến mức độ mà muốn chết, muốn tự tử, thất vọng. Vì thấy rằng là sao Chúa đã mất tiêu rồi, sao mình đau ốm bệnh tật quá như thế này. Rồi mình nói chả ai nghe gì cả. Faustina cũng bị bệnh đau bao tử cũng khủng khiếp lắm. Faustina bảo là không biết còn cái đau nào nó đau ghê gớm hơn, đau mà chỉ muốn chết đi thôi. Và Faustina, người đã từng trải qua giống như con, đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua những cái đau đớn bệnh tật ấy, và đã được Chúa sai đi để mà đem những con chim về trong đàn này. Đó là Chúa nói, ta khao khát cho mọi người được biết đến lòng thương xót của ta. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều được biết đến lòng thương xót của ta trước khi ta đến lần thứ hai. Xin Chúa chúc lành cho hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa của con. Rồi con là con chiên được Chúa cứu chữa gì, kể cho mọi người nghe.